Wow. Honey ơi, Pika ơi, mẹ hái cho hai đứa nhá. Ui. Ui. Nào mẹ bế con à. Đi và mẹ bỏ quán đu đủ cho ăn nhé. Nào. Hai đứa ơi. Con đây em à. Con đây em à không? Honey đâu rồi? Honey ơi. Ui ôi. Chèo leo chèo. Quả nhá. À, đây, từ. Đây, có hai đứa đây. Ui giời ơi. Ôi Honey ơi, sao con này em đánh chị Pika này. Khỉ Pika với cả khỉ Honey giỏi quá nhỉ? Thông minh quá. Thích ăn quả đu đủ hả? Thấy quả đu đủ chín ở trên cây thế là gọi mẹ à? Giỏi thế, thông minh quá. Yêu quá nhỉ? Ngon không hả con? Ui dồi ôi. Thèm quá hả? Không thích uống sữa là chỉ thích ăn trái cây thôi. Ui dồi ôi, chảy hết ta áo rồi như này con ơi. Ui Honey. Honey à, chảy ra áo rồi con. Đây của con đây. Đây của con. Ui giời ơi, hai đứa ơi. Sao ăn bẩn hết quần áo thế này rồi. Bẩn quá. Ui dồi ôi, Pika ơi. Thôi ăn thế này thôi nhá. Để mẹ đi pha sữa ấm uống nhá. Pha sữa ấm uống nào. Thôi cái này thôi. Bẩn quá. Ui dồi ôi, mẹ lau cho nào, mẹ lau cho nào. Ui dồi ôi, Honey ơi. Pika ơi. Bẩn quá. Bẩn quá con ơi. Bẩn quá. Bẩn hết quần áo rồi đây này. Tay chân này. Ui dồi ôi. Bẩn hết cả tay mẹ, quần áo mẹ nữa rồi đây này. Pika, bẩn quá. Ui Honey ơi, sao con cứ túm tóc chị Pika thế hả? Bắt nạt chị Pika hả? Không được làm như vậy nhá, biết chưa? Ui dồi ôi, tay của Pika đỏ hết lên rồi.
Mùi bẩn quá. Pika ăn kiểu gì mà dây cả lên tai thế này, bẩn cả tai luôn. Mồm Pika đây này, eo ơi, bẩn chưa. Mồm Honey này. Ui dồi ôi, Pika ơi, tay con bẩn chưa này, tay Pika bẩn quá. Nha, yeah, bẩn quá. Nào mẹ lau, mẹ lau cho nhé, xong mẹ đi pha sữa ấm nhé. Ok. Ok thằng con. Nào tay Honey đâu, mẹ lau cho này. Trời ơi, bẩn hết quần áo rồi đây này. Ôi trời ơi, bẩn hết quần áo rồi.